Kênh Lê Nguyễn kính chào quý bà con và các bạn nha. Hôm nay trời đang chuyển mưa bà con ơi, mây xám mù mịt hết. Hôm nay tiếp tục ghé đến nhà vườn của anh Văn Giang, có một số mặt hàng hoa giấy đang rực rỡ hoa vào mùa mưa nha, cùng giao lưu với bà con. Mình mời bà con gặp anh Văn Giang. Rồi, chào Giang. Chào bà con, anh chị gần xa mình ha. Có số hoa giấy đang rực hoa vậy nha, cả nhà xem tham khảo hợp nhãn cây nào có chốt ủng hộ nhà vườn em nha cả nhà. Đầu tiên là cây số 1 cẩm thạch tím tuyết đó nha, cao nó 90. Hoa trời hoa luôn. Tím bông tím đậm hơn ha, tím đậm hơn tím tuyết bình thường chút. Ngang nó 75. Quá đậm luôn rồi. Mình cầu vị trí này là 14 nha cả nhà. Đế sổ dài cả nhà mình ơi, đo tới cả nhà tham khảo nha. Đế siêu dài tới là 32 cả nhà. Mã số 1 xin giao lưu cả nhà mình là 370k cả nhà. 370. 370 là em bao ship và bao sống cả nhà mình luôn ha. Rồi. Mã số 1. Hôm nay thời tiết trời chỉ mưa nên hơi tối nha bà con. Hơi tối. Mù mịt hết trơn luôn. Tới mã số 2 cả nhà. Cái này là cây tím bướm ha, đế cũng sổ dài luôn nha cả nhà. Tím bướm đang nụ hoa. Cao 1m cả nhà mình ơi. Cao 1m à, ngang nó 80. Cao 1m ngang 80. Vành cổ là 18 cả nhà mình ơi. Vậy mà bự chứ ta. Vành cổ 18 ha. Sổ đế quá trời đẹp luôn. Sổ đế dài đây là 39 cả nhà. Sổ đế dài lắc lượng như trên hình vậy luôn nghe cả nhà. Mã số 2 ha. Mã số 2 này xin giao lưu cả nhà mình là 480k cả nhà mình ơi. Tới luôn. Dạ là tới trời mưa luôn rồi bà con ơi. 480k mã số 2 tím bướm cả nhà. Số 2. Rồi, nắng nắng thì mã số 3 nữa rồi. Rồi. Có trời mưa to không, mưa to mình nghỉ. Tới mã số 3 cả nhà mình ơi. Cẩm thạch tím tuyết nha. Cao là 1m ạ. Ngang 80. Cao 1m ngang 80 cả nhà. Vành cổ nó là 14 hơn ha. Cẩm thạch tím tuyết. Đế sổ dài như vậy không nghe cả nhà. Này xin giao lưu cả nhà mình là 370 mã số 3 luôn nghe cả nhà. 370 mã số 3 cẩm thạch tím tuyết ạ. Mình lên một lô cho cả nhà dễ lựa ha. Tên mã số 4 cũng cẩm thạch tím tuyết luôn nghe cả nhà. Thạch tím tuyết bông nó đậm. Cao này tính 1m đi cả nhà mình, cao hơn. Ngang nó là 80 hơn. Cao 1m ngang 80 hơn ạ. Vành cổ này 14 của nhà mình đó. Đế quân bình nó sổ dài tới 32 33 cả nhà. Dẫn 370k cho cây mã số 4 cẩm thạch tím tuyết cả nhà. Rồi, ok. Thời tiết có hơi tối bà con thông cảm nha bà con. Chuyển mưa quá. Quá chuyển à, mã số 5. Hiện tại cũng đang vũ hột lắc rắc nhưng mà không đến nỗi. Cao này là 90. Ngang 80. Mình có này thì bự 15 cái nhà mình đây. Mã số 5. Dẫn 370 cái nhà mình luôn ha. Cẩm thạch tím tuyết ạ. 370 cái số 5 đang búp tặng búp đọt nghe cả nhà. Rồi, ok. Lên thêm một cây nữa cho cả nhà mình tham khảo luôn. Mã số 6, dẫn cẩm thạch tím tuyết ạ. Cẩm thạch tím tuyết. Mã số 6 cả nhà. Đế đẹp. Cao này là 1m ạ. Ngang 80. Mình cổ vị trí này là 15 nha cả nhà. Dẫn 370 mã số 6 đế dài cẩm thạch tím tuyết rồi luôn nha cả nhà. Rồi dẫn 370 cái nhà luôn ha. Rồi đây tím tuyết không nha cả nhà. Mã số 8. Mã số 8. Một cốt đế dài cả nhà. Mưa tới rồi bà con ơi. Cao nó 1m15 ạ. Ngang nó 78 ạ. Rồi. Mình có 16 rưỡi gần 17 cái nhà mình đây. Cái vậy xin giao lưu cái nhà mình là 500k cả nhà. 500k ha. 500k. Kết thúc mã số 8 tạm dừng. Trời mưa tới bà số con. Số 8 cả nhà. Rồi. Ngưng ha. Rồi.